Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án là Rodbin Network nhận 500 triệu token Rodbin nha bạn. Thì để tham gia dự án này các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà tôi đã muốn start chatbot nha bạn. Mình sẽ get được 500 triệu token Rodbin. Rồi các bạn bấm vào zone này drop nha bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh group nè. Rồi bạn tiếp lại tiếp tục các bạn join tiếp kênh seller nè. Ê, tiếp tục follow tại Twitter chứ. Trên tờ Twitter thì bạn theo dõi nó đẹp nè. Rồi các bạn vào đây các bạn binet retweet tăng ba người bạn mình vào các bạn. Các bạn like nè, các bạn chia sẻ cho tweet nè. Các bạn tăng ba người bạn mình vào các bạn. Các bạn tweet lên nè. Rồi các bạn bắt up lên nè. Các bạn bấm vào submit đi tên các bạn. Rồi các bạn cho team chat rồi bạn bắt up lên nè. Bấm done. Tiếp tục các bạn gỡ đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba cạnh cùng, nhấp vào một hồ sơ nữa, ba cạnh cùng nữa, nhấp vào chia sẻ nè. Rồi các bạn sao chép liên kết nha bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Rồi bạn gửi lên chatbot nè. Tiếp tục bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain Bet20 trên YouTube Wallet nha bạn. Các bạn copy địa chỉ BNB nè. Rồi bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn dán vào đây. Bạn gửi cho bot nè. Ok, các bạn son chồng ở gấp Lisa các bạn bắt đắp lên nè, bấm done. Tiếp tục hỏi từ Twitter yes. Rồi, các bạn bấm vào status để cập nhật từ khoản của mình nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này gấp nhận 500 triệu token Robin đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo của mình nhé.